xa vắng vài năm nay mới gặp lại. Nhớ nhớ mừng vui nhớ mừng mừng. Nhớ hôm nào nó gần là cu tí, vẫn hay nũng nịu đội bi hơi, đến nay vẫn còn gian ác. Mình gài gài giùm em cái áo của mình lẹ lên mình à. Trời đất ơi lẹ lên đi, sửa sàng xong chưa? Hôm nay đón con nó Việt Kiều nó về nước phải chuẩn bị cho nó tươm tất nghe không? Tôi coi coi nhà cửa coi coi đó. Đây nè, mà không miễn một mình nó về nữa mà còn dâu nó dẫn con dâu về nữa, cho nên là phải làm sao cho nó tươm tất. Cài giùm em coi coi đó. Rồi nhà cửa mình xong chưa? Để coi cho nó đàng hoàng coi làm sao chứ. Đó, mà cái thằng này sao nó không cho mình ra phi trường đón nó ta? Đó, có cái này sao không gài vòng ở đây gài giùm một cái coi. Đó, gài đi ra. Rồi mà không biết dâu con nó làm sao đây nữa. Cái gì mà vậy? Mà đứng lại cho tôi. Trời ơi, muốn tôi gài phải đứng lại tôi mới gài được chứ. Trời, nãy giờ chưa gài được hả? Trời ơi, nói một cái là đi như con lật đật vậy đó. Lẹ lên. Đó, con trai nó ngoại quốc nó về rồi, nó đưa dâu về đây nữa rồi. Cầu trời làm sao mà cho con nghe nè, nó có đứa dâu hiền lành ngoan ngoãn mình nở mặt nở mày với bè bạn hay ông ha. À. Đó, rồi xong chưa nhà cửa dọn dẹp xong chưa mình? Xong rồi. Con nó sắp về tới nơi rồi đó. Ừ. Ê, trời đất ơi. Cái gì? Sao có tivi đâu mất rồi? Cất rồi. Cất chi sao không để chân? Chừng chi vậy mình? Con mình nó ngoại quốc về, nó thấy nhà không có tivi, nó bỏ tiền nó mua tivi cho ba má. À, xong rồi mai mốt nó về ngoại quốc thì mình lấy tiền mua vàng mình cất mình dưỡng già, thấy không? Tính vậy chứ. Nóng quá mình mở cho em cái quạt coi coi mình. Trời ơi. Trời đất ơi. Hả? Cái quạt máy đây đâu rồi? Em quên, giấu rồi. Trời ơi, giấu chi sao không để chân? Chân chi nữa, con mình nó về nó thấy nhà cửa không có quạt máy nóng được, nó thương cha thương mẹ, nó bỏ tiền nó mua máy lạnh cho mình biết không? Đó, rồi nay mai nó về nước mà lấy tiền máy lạnh mua vàng cất dưỡng già. Trời ơi. Đâu coi coi nhà cửa. Ờ thôi, mình ơi. Gì? Xuống lấy cho em cái búa mình. Chi vậy? Đập bể cái ghế chỗ này ra, con nó thương á, cái nó cho tiền đắp vô chỗ này nè. Trời ơi, đập cái này chuyện nhỏ, lại đây tôi nói bà nghe. Vụ gì? Tôi chỉ mà đập cái chỗ này bảo đảm mà có tiền xài dài dài cho tới chết luôn. Đâu, chỗ nào? Cái đầu tôi nè. Ờ ha. Thằng con mình nó có hiếu, nó thương ba lắm được rồi, đúng rồi đó, ý hay để em đập cho nó. Ê, trời ơi, bà đừng có quá đáng nha bà. Cái gì? Trời ơi, bà đừng có quên bà là má của nó, là người từng bánh da xẻ thịt đẻ ra nó. Đúng rồi. Bà tính toán đâu có được. Tôi nè, là ba đó nè, tôi không có cần bà cái vật chất ở đâu. Nó về đây hả? Bất quá tôi xin nó vài triệu để tắm hơi thôi. Cái gì? Đừng có giỡn mặt với tôi nghe, lo dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng đi. Cái thằng này sao nó không đưa vui mình ra phi trường mình vui đó? Quá vui. Đó, thấy chưa? Mình sao con nó về nè, nó nướng tới thăm mình mà mình sao mình vui dữ vậy? Nó nghe tức cười không? Con về không mừng không lẽ buồn? Trời không, mình phải buồn, mình phải bệnh, mình làm nó buồn bệnh. Ý là mình thương nhớ con biết không? Để con nó trả hiếu cho mình chứ. Bệnh như mình, à, buồn bệnh. Bệnh ha? Ừ. Có liền. Thôi. Cái gì vậy? Trời đất ơi, ho này ho vừa vừa thôi, ho quá nó tưởng ho lao nó bỏ về nước là chết à. Ho chứ lịch sự thôi, ho vừa ho làm sao mà cho nó ra tiền đó. Ho quý phái ha. Ừ. Được rồi. Được chưa? Ho vậy nó elephant lắm á. Elephant á. Ừ. Tôi trời xong rồi. Còn bà sao? Cái gì? Bà bệnh gì? Có rồi, em tính rồi. À. Em bệnh này nè, chắc chắn con nó phải cho tiền à. Bệnh gì vậy? Thấp khớp kinh niên. Bệnh này tới già không chữa khỏi luôn vậy đó. Đâu thấp sao đâu? Ví dụ hai em mời vừa gặp con á, em đi cái đó à, quẹo quăng cái vậy. Xong cái em lại bước tới gặp con cái em quẹo cái vậy. Đó, bà vậy đó. Bà làm sao giống hoa hậu tàn tật quá. Vậy đó hả? Thôi giờ vậy đi ha. Ủa, chết rồi. Trời, cái gì khác vậy? Chết rồi. Cái nồi cá kho tổ của em non kho cho thằng con nó về. Nó khét chết rồi, thôi em phải vô coi không. Nhưng mà trước khi gặp con em phải tàn tật cái vậy nó cho nó thương. Cái tướng vậy chắc tối nay tôi phải đi bị ôm quá. Nãy nói rồi, nãy ở chuyển máy bay ở Đài Loan á. Sao? Anh nói em là làm ơn thay cái quần dài vô giùm anh một cái. Về tới Việt Nam mặc đồ lồi da lồi thịt kỳ quá. Anh nói sao vậy? Em tốt phe xấu che chứ bộ. Thì phải rồi, tốt khoe thì xấu che. Làm ơn che lại giùm cái đi. Trời ơi, người ta có cái đùi đẹp người ta phải phe chứ. Gì? Đùi đẹp hả? Ủa. Trời ơi, đùi đẹp, đùi người ta dài như vậy nè. Con đùi bả có vậy mà khoe.
Alo, anh vẫn chơi chút xíu thôi. Anh mới về thăm ba má anh lần đầu tiên đó. Em sợ ba má anh khó tánh đó. Em hồi hộp quá à, em hồi hộp quá à. Trời đất ơi, hồi hộp quá à, hồi hộp quá à. Hồi hộp bản vậy á. Anh sợ ba má, anh thấy tướng em, ba má anh hồi hộp cho em hồi hộp gì? Không sao đâu, anh nói em nghe. Lần nào anh gọi điện thoại về Việt Nam á, anh cũng nói ba má ơi, ba má sắp sửa có con dâu đẹp, dễ thương mà còn hiền nữa. Thì em đẹp, em dễ thương, em hiền thiệt chứ bộ. Thấy chưa? Mà không hồi hộp sao được. Sao? Em mới lấy chồng lần thứ nhất chứ bộ. Vậy muốn mới lấy chồng lần thứ nhất hả? Bộ em tính lấy chồng lần thứ hai, lần thứ ba nữa sao đây? Không chồng á. Ê, đừng giỡn với tôi nha, tôi quýnh chết bây giờ. Giỡn hả? Trời ơi, ghen kìa. Hở ra cái ghen à. Có chồng ghen ghét ghê vậy đó. Không ghen sao được, có vợ đẹp không ghen sao được. Tại vì anh chỉ muốn tiền của em là của riêng anh thôi. Vậy? Không, tình của em là của riêng anh. Thấy không? Anh nói sao thì anh là mối tình đầu tiên của em đó. Gì? Mối tình đầu tiên hả? Ừ. Sao nhiều kinh nghiệm vậy? Anh nhớ lần đầu tiên chở đi biển chơi, mình tính thử thôi. Mình nói em ơi, cho anh nha em. Tưởng đâu từ chối bây giờ cho liền à. Bởi vì mới kẹt tới ngày hôm nay nè. Anh muốn em giận hả? Ôi anh giỡn mà. Giận hả? Trời ơi, giận hoài à. Tiếc quá. Anh nói nghe kỳ này á, mình về Việt Nam. Không, nhất là em nữa. Em đẹp, em dễ thương, mình phải tổ chức đám cưới thiệt là lớn nha em, để cho ba má anh rạng rỡ với bà con lối xóm nha. Thì đương nhiên rồi đó. Nè. Sao? Em... Ý anh muốn gì? Hiểu ý hay quá, em dễ thương ghê đó. Em ứng ra trước cho anh 20 sắp nha. 20 sắp giải hả? Tự nhiên ứng 20 sắp giải đã quấn em thành xác ướp hả? Không phải, 20.000 đô la đó, để anh lo đám cưới. Cái chuyện đó chuyện nhỏ, em biết rồi, em lo liệu rồi, chút xíu nữa em đưa cho. Trời ơi, em dễ thương quá à. Em về Mỹ em bắt thợ nó vỗ tháng em lấy lại hết à. Được đó em. Bây giờ nói nghe nè, bây giờ chuẩn bị ba má anh ra rồi đó, bây giờ em vô rửa mặt cho tôi lên xíu đi. Bộ mặt em của tôi hả? Trời ơi, sọc dưa nhiều quá kìa. Trời ơi, mặt tôi đẹp vậy mà là sọc dưa. Thôi đi em, đi. Chịu đâu, nãy em ra ngoài ngõ đó, em thấy chú đầu ngõ anh đó, có cái xe gì mà cái trái gì nó xanh xanh, nó tròn tròn ấy, người ta xẻ nó là nó tè ra vậy nè. Trái gì mà tè cái vậy? Nó tè ra vậy nè. Có chén mắm ruốc chỉ là ớt ở trên đó. Chén gì á? Trái cốc. Đúng rồi, trái cốc. Em xèm trái cốc cho em xèm nhắm em dài mua đó. Ngày xưa em như cô tắm nhiếp. Trời ơi trời, sắp sửa có cháu ngoại mà còn nhí nhảnh nữa, nhìn phát ói à. Ủa sao ba má nó mất tiêu hết trơn rồi? Anybody home? Anybody home? Trời ơi! Cô Mi! Mami! Trời ơi, cô Mi! Mami! Đá đi! Dạ? Mất cặp đồ đá mày? Dạ, không có. Con xin lỗi. Chào ba. Chào má. Trời đất ơi, tôi chào má. Trời đất ơi! Tao mới về. Hả? Trời ơi! Không. Xin lỗi ba má. Tại vì con qua Mỹ lâu quá rồi, cho nên tiếng Việt quên, tiếng Mỹ cũng không biết luôn. Trời đất ơi, cô Mi. Dạ. Sao? Trời ơi, con ơi. Dạ. Con ở Mỹ con đi đào kinh thủy lợi xong mà phơi nắng giữ tóc con nó cháy vàng khè vậy con? No daddy. Cái này người ta gọi là tóc highlight. Highlight là sao? Tóc thời trang người ta gọi là tóc xù lông nhím. Thôi trời. Trời ơi. Trời chớ bức tóc dục quăng. Trời ơi. Yeah. Trời ơi, cô Bi lại đây với má cô Bi. No mommy. Hả? Con qua Mỹ không ai gọi là cô Bi nữa rồi. Chứ gọi là cái gì? Con lấy tên Mỹ. Tên gì? Tên là Bob. Trời ơi, Bob Bi. No mommy. Tên người ta Bob thôi, đừng có Bi, nghe đau lắm. Mình thấy chưa, nó lớn nó đâu có chịu theo em đâu. Dạ. Vậy thôi bóp ba qua đây với em. Con ơi, bữa nay có con đừng có bóp bậy bạ bà. Ôi mình. Daddy, mommy. Hả? Lần đầu tiên con về Việt Nam, bao nhiêu năm xa cách, về thấy ba má khỏe mạnh con vui lắm. Cảm ơn. Ba má. Ủa? Sao đâu có? Bệnh con. Ba bệnh dữ lắm con ơi, ba bệnh ba. Ủa? Ba bị bệnh gì vậy má? Ba xuyển con ơi, nuốt 70 con thằng lằn mà chưa có hết đó. Xuyển. À, không sao đâu ba, không sao đâu. Để con về Mỹ, con sẽ mua thuốc gửi về cho ba uống nha. Trời không kịp đâu con ơi. Sao trời vậy ba? Ơi, Bob, con về Mỹ con gửi thuốc qua là trễ rồi. Ba cái bệnh này nè, ba dán thuốc dán cho ba hết liền à. Ủa, bệnh ho sao dán thuốc dán mà hết? Dán cái loại thuốc dán màu xanh đó con. Thuốc dán gì? Có số nữa con. Dạ, thuốc dán
màu xanh dày nè con, đó cái ba hết liền, ba vẽ liền. Con hiểu rồi. Bao nhiêu năm xa cách ba tôi làm thợ vẽ. Con hiểu rồi, con sẵn sàng chuẩn bị xanh xanh cửa số. Khá mà. Gian giờ cứ nó khỏe liền bà ơi. Dạ dạ. Thằng có hiếu quá trời đó, ba mày thấy chưa, trời ta đây. Nhưng mà cũng may một mình ba bệnh thôi, má tôi bệnh được chết cha thôi rồi. Cô Bi. Dạ. Mày nhìn má gì mày nói má khỏe hả cô Bi? À. Mày nhìn vậy mà nói má khỏe hả? Má bệnh dữ lắm đó con. Má còn bị thấp khớp kinh niên đó. Trời ơi, má nói thiệt mà Bi, má nói con nghe nè, đó thấy chưa đó, thấp khớp. Cô chừng em ơi. Em bước chân nữa Má ơi, má ơi, không sao đâu. Cũng may là lần này con về con có đem theo một lố salon bát. Trời ơi, salon bát, má con thích lại salon bát màu xanh thôi. Bà nói sao vậy? Salon bát màu trắng mà. Tao thích màu xanh mày. Vừa phải thôi, màu xanh. À, con hiểu rồi. Ba tôi làm thợ vẽ, còn má tôi làm họa sĩ. Dạ, quá, dạ có rồi đi má, màu xanh. Má nhức chỗ nào? Má nhức đây nè con. Lẹ lẹ đi con. Mà con đau ở đây. Ây xa. Trời ơi, nó nhẹ, giờ em tung tăng rồi đó mình. Tan. Trời ơi, con chóng mặt quá, xin phép ba má con vô rửa mặt. Trời ơi. Trời ơi, thấy chưa, đưa tiền lại cho em. Trời ơi, mình ơi là mình, em con nó có hiếu vậy đó. Nó báo hiếu mình vậy còn muốn gì nữa. Em thiệt. Ai vậy? Hả? Bóp. Trời ơi, sao trắng quá. Trời đất ơi, sao vậy? Sao con dữ vậy? Thôi đúng rồi, ông ơi. Dạ. Dĩ kiều hả? Dĩ kiều. Đúng rồi. Dạ, chào bà. Chắc bà đây là má dâu tương lai tôi ha. Dạ, chào mời chị bà. Xui, trời dạ. Ơi, chị xui. Trời ơi. Thằng Bi và tôi á, dạ. Nó có gửi hình con gái chị về cho vợ chồng tôi coi. Công nhận nó giống chị quá xa. Y chang. Mà công nhận nha, trời ơi, chị xui già sao bận đồ. Còn chị chơi quá. Ê. Mũi mầm dữ lắm. Trời ơi, ta nói cái thằng Bi nó tệ quá à. Dạ. Nó đưa má vợ nó về, nó không báo cho tôi biết thì mà tiếp. Trời ơi, xá lễ, chị xui ơi, xá lễ. Chị xui, bà, chị ngồi, trời ơi. Chị xui khát nước xui. Không? Đừng dạ. Vô lấy nước, chị xui uống nha. Để lấy nước anh. Trời ơi, đi máy bay mệt lắm không? Già cỡ tụi mình á, ngồi máy bay lâu đau lưng lắm chị ơi. Dạ. Tôi biết mà. Xin lỗi nha chị xui. Cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Ba má chuyện gì vậy? Chuyện gì? Nè. Dạ. Bi. Dạ. Trời ơi. Ba má buồn dữ lắm nha không? Dạ sao má? Trời ơi, mày đưa má vợ mày về mày không nói ba má tiếp rước để kỳ cục quá. Dạ. Ai má vợ? Nè. Nè. Không phải ba má. Không phải ba má. Không phải. Cái này là con dâu của ba má nè. Em đây là ba má của anh nè. Dạ. Em chào ba má anh đi. Chào ba má anh đi. Chào. Anh giới thiệu em trước. Dạ thưa ba má, đây là Jennifer Lung. Cái gì? Tiếng Việt là Jennifer Lũng. Hả? Dạ chào. Dạ Jennifer Lũng kính chào hai bác. Em gì hai bác, sắp sửa làm con dâu mà chào ba má. Dạ Lũng kính chào ba má. Hả? Con nói má nghe. Ảnh là mối tình đầu của con. Dạ. Con cũng là mối tình đầu của ảnh đó. Rồi ba má ơi, sao gặp con dâu mặt ba má buồn bí sĩ vui vui lên ba. Vui cái ông nội mày á. Dạ. Dạ xin phép ba má. Em trời nóng mặt em đường hẻm sột dưa nhiều quá, em vô đắp phấn lăng láng cho trẻ xíu bên cái đi. Thôi em có đi tắm đâu. Đi tắm giùm anh cái đi. Em tắm sủa không à. Ở đây đâu có sủa cho em tắm đâu. Ừ. Em mới tắm ở bên Mỹ trước khi về Việt Nam chứ bộ. Yeah. Thôi để về Mỹ em tắm luôn đi. Ở đây có 2 tháng chứ tớ nhiều ơi. Đâu 2 tháng chịu sao nổi em. Mà em nói anh nghe nè. Cái gì? Em nhịn lắm đó nghe. Yeah. Em thương anh, em nhịn lắm đó. Anh biết. Trời rồi. Ôi em giận cứng mà em cắn em. Em chịu á. Cái gì vậy? Chừng nuốt hàm băng giả bây giờ đó. Cái gì vậy? Sợ xúc răng giả chứ gì. Thôi bây giờ đi đem. Đi vô mạnh cái đi. Anh dìu em vô em mới chịu á. Trời không chứng dìu mà. Không chịu đâu. Anh bọc luôn cho lẹ. Vô trọng lấy sữa ông Thọ cho nó tắm. Mình ơi em khổ quá mình ơi. Khổ gì tại bà không biết dạy con. Làm sao mà em biết nữa, nó qua ngoại quốc nó chọn kỳ cục quá trời. Kêu ra tôi biểu. Bác Bi. Bác Bi. Bác Bi. Bác. Con nói với ba má rồi, bóp thôi Bi hoài à.
ba mày qua đây ngồi lẹ lên. Dạ. Đi. Dạ. Mày ngồi xuống mày nghe má nói nè. Dạ. Ngồi xuống. Dạ. Trời ơi, bây giờ mày nghe má nói nghe. Má bỏ mười mấy ngàn đô la má làm hồ sơ giả cho mày đi con lai sang Mỹ. Ít nhất mày phải học kỹ sư bác sĩ rồi mày lấy bác sĩ kỹ sư. Mày dám một con mẹ già bằng má về là sao vậy Bi? Tao cứ tưởng mày đem bả về giới thiệu cho tao nữa chứ. Bi nè, nghe má hỏi. Mày qua bên ngoại quốc á, giờ mẹ tao hỏi mày có quốc tịch chưa? Yes, I am. Nói tiếng Việt mày. Dạ, có rồi. Thấy chưa? Có quốc tịch rồi dễ lắm con ơi. Về Việt Nam tao nói con gái nói nhiều vô kể. Hoa hậu thì khó nghe chứ còn á hậu nha. Mày vớt bên đây 12 con nè, mày vớt bên đây 18 con đó. Á hậu nhiều lắm con ơi. Dạ, cái này cũng hậu vậy. Hậu gì? Mẫu hậu. Mày giỡn á mày. Má mà nói đúng á. Bữa trước tao đi bia ôm đây nè. Cái gì? Bia ôm nè. Già hai thứ tóc mày còn đi vô mấy chỗ nhí làm gì? Muốn qua nhà nát nữa hả? Muốn cái gì? Thôi. Tao đi ăn bánh tráng phơi sương. Mày làm gì vậy? Dạ thôi đừng có lộn mà. Trời đất ơi. Bữa trước tôi đi ăn bánh sáng phơi sương. Dạ. Trời ơi mấy bạn của ba già hết trơn rồi. Già còn hơn tao nữa. Vậy mà mấy em đeo rồi. Mày không tin tối nay tao dẫn mày đi. Cái gì hả? Hả? Trời ơi hèn chi. Ngày nào cũng nói tôi là đi tối là đi học Anh Văn để qua bển thăm con té ra đi ăn bánh tráng phơi sương phải không? Muốn phơi sương phải không? Đâu, thôi. Ngày nào cũng phơi sương phải không? Ba này đừng có đa nghi vậy nha. Thôi. Tao đi có hai lần à. Thôi. Nhìn đi nhiều đâu có đủ sức. Đủ sức cái gì nè? Nè quay lại đi coi coi. Muốn ta nhà nát cửa phải không? Muốn cái gì? Set up. Cái gì? Set up. Cái gì vậy? Bi. Trời ơi, má bỏ tiền cho mày qua ngoại quốc để mày có tiền mày gửi về cho má xe Honda, xe Dream, tự nhiên mày gửi về cho má xe đạp là sao vậy con? Ủa, con nói xe đạp hồi nào? Thì con vừa nói xe đạp đó. Không phải, con nói set up, có nghĩa là im đi đừng cãi nữa. Trời ơi, tiếng Anh mày khổ quá. Nhưng mà con nói thiệt với ba nha. Cái gì? Đây là mối tình đầu của con á ba. Trời ơi, bây giờ cho con khờ quá. Hồi đó tao ở với cả chục người đó. Cái chuyện tao gặp má mày tao cũng nói là mối tình đầu. Bảo đâu có biết mẹ gì đâu. Sao không biết? Tôi rành quá chứ bộ ông tưởng ông là người đầu tiên tới với tôi á. Xin lỗi ông thứ 12 này nghe không? Thôi ba má ơi đừng có cãi. Con nói thiệt với ba má nha. Con có nỗi khổ tâm của con á. Con lỡ cái gì phải không con? Dạ con lỡ rồi. Con lỡ cái gì vậy con? Dạ. Không lẽ nó có bầu hả? Trời đất ơi. Ba nghĩ sao vậy? Cái tướng bà đó còn đẻ được hả? Hả? Con môn đẻ ra hộp vịt lộn á. Con lỡ chuyện khác kìa. Lỡ chuyện gì chuyện con? Gì? Bà má không biết không? Biết chuyện gì. Muốn. Con? Có gì con khổ dữ vậy con? Ba chờ con xíu. Cái gì vậy? Con sợ nghe. Nó đang tắm sữa, tao không có nghe đâu mày ơi. Coi chừng mất mấy hộp sữa ông thợ của tao đó. Ba. Cái gì? Ba má nghe. Cái gì? Bà làm chủ tiệm nail. Kệ mẹ nó chứ. Nhưng mà con làm cho bà. Kệ mẹ mày chứ. Cái này mới chết mẹ con nè. Trời ơi. Cái gì? Bà má biết sao không? Bữa hổm á, cô làm trong tiệm nail của bà. Còn sao? Có nhỏ khách. Nó mặc đồ phía trước ngực á. Nó khoét sâu vậy nè. Trời đất ơi. Con lo vũ á. Vũ mà con lo nghía. Rồi sao con? Con vũ hồi tay khách nó thành vậy. Hả? Trời đất ơi. Còn sao? Bởi vậy người ta mới đòi thưa con, bắt con vô tù. Con không nhờ bà beo con ra, lãnh con ra thì con ở tù rồi. Tôi chết. Bởi vậy con mới được. Không thương người ta thì đừng có lấy. Ừ. Ba dạy con sao? Sống trên đời phải có lương tâm. Con không biết, nhưng mà lương tâm không bằng lương thực. Thôi mày ơi, tao nói này nè. Nợ tiền thì mình trả bằng tiền con, còn có chuyện tình cảm để má tính cho. Thôi má ơi, má tính sao được tính. Bây giờ con đâu có tiền nữa con trả cho người ta. Trời má ơi. Trời sao mày nói với ba má là mày qua bệnh học bác sĩ kỹ sư? Có. Nhưng mới tính nè. Trời đất. Trời ơi, thôi chết rồi con ơi là con. Thôi được rồi, bây giờ cái chuyện này mày để cho tao tính. Dạ. Đúng rồi. Để cho má mày tính đi. Má tính sao má? Má, tao nói thiệt với mày nha không? Tao lấy mấy chục năm, lấy bả mấy chục năm ba tao biết mà. Có chuyện gì mà cần chửi thẳng với mặt người ta đó là không ai qua má mày hết trơn á. Đúng. Tao gặp bả tao sẽ chửi thẳng với mặt bả. Tôi nói thưa bà. Dạ. Con tôi banh da xẻ thịt tôi đẻ từ hồi tôi 14 tuổi rưỡi. Dạ. Cái lúc mà cháu nó còn khóc eoe đó, tôi dâng hiến cho nó 2 bầu sữa. Không lẽ má có 3 bầu sữa? Má mà có 3 bầu giá má cũng tặng con luôn. Bởi vì lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, con biết không? Đó. Rồi lớn lên ít nhất con phải lấy người xứng đôi vừa lứa cho ba má nở mặt nở mày. Chứ lấy đâu mà lấy một bà già như vậy. Tao hỏi mày ngày đám cưới mày lỡ bả đứng cạnh ba mày, cái người ta chúc bả với ba mày 100 năm hạnh phúc á. Thôi má ơi, con nghĩ làm như vậy thấy tàn nhẫn quá à. Tao không tàn nhẫn, làm tao làm sao tao sống với ba mày mấy chục năm nay được. Trời ơi. Anh ơi. Cái gì? Trời, lâu rồi. Quá à. Thôi
bây giờ anh ra khách sạn anh mướn phòng máy lạnh cho em ở đây, em chịu không có nổi, em chịu không có nổi rồi đó. Trời ơi em ơi em. Nóng đang quá căng thẳng mà nổi gì nữa. Căng cái gì? Căng thẳng là vừa qua nói chuyện. Nhà này quạt máy cũng có chứ đừng nói gì là máy lạnh nữa. Muốn thì ra khách sạn mà ở. Nhưng mà trước khi đi đó, tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với bà. Má. Má đừng gọi con bằng bà má à. Má gọi con bằng bà con tổn thọ lắm. Chỉ còn có mấy bữa nữa là con làm đám cưới rồi. Và từ đó chốn phong ba con làm dâu nhà người. Đau buồn. Ủa mà con đau buồn. Con vui chết mẹ luôn vậy má. Vui mày chết mày luôn vậy. Thì cũng chính là cái vụ đám cưới này đó. Dạ. Vợ chồng tôi phải cần nói chuyện gấp với bà đó. Ba. Ba con đừng kêu con bằng bà, con tổn thọ lắm ba ơi. Con ở đây có 2 tháng à, con đám cưới có tuần lễ là con về thôi hả ba à. Vô đề bà. Đây nè. Dạ. Cái chuyện hôn nhân của thằng con tôi đó. Dạ. Tôi dứt khoát là. Má. Con nhớ rồi. Má đưa bàn tay ra con mới nhớ. Con có cái này con muốn tặng má mà nãy giờ con quanh. Nè, con tặng má chiếc hộp sàng này nè, cái tay má đeo chiếc này vô trời. Ôi, má ơi, đẹp vô cùng, má trồng vô thứ cái má. Trời đất ơi. Wow. Nhưng mà chuyện hôn nhân là tôi dứt khoát là đẹp quá. là thiệt hay giả vậy? Trời con đâu dám giỡn mặt, má đâu má, cái này thiệt đó. Dạ. Dạ. Mà nó mấy ca. Cái này 2 ca má ơi. Mà nước e đó má, nước e đó. Nước e xứng với má ghê chua. Trời ơi nó sáng quá trời đó mình ơi. Trời ơi Jennifer lộn lộn này mà. Dâu cưng của má. Thấy hộp xoàn á là sáng mắt à. Má. Má. Con nói cho ba nghe, hồi nãy con vô trong phòng á, con thấy nhà cửa mình chật chội khó chịu quá à. Ý con muốn á, mua một căn nhà mới thiệt, mới mà lớn, thiệt lớn để ba có chỗ ba tiếp khách đó mà. Thôi kệ tôi, nghèo nhưng mà tôi hạnh phúc. Tôi chỉ cần chiều sâu tâm hồn thôi. Mình, ba, lũng cũng có chiều sâu lắm mà ba chưa có khám phá ra đó thôi đó ba. Ý con muốn nói là ba má đó cứ chọn một cái nhà nào đi con lợi con chụp con búp liền con đem dựng tặng ba má liền mất ha. Tôi không cần, bây giờ tôi tu tại gia rồi. Mình tiền bạc đối với tôi bây giờ là bà. Ủa con nói là con mua nhà mới tặng cho ba má hả? Dạ đúng. À, je vous salue madame. Ba nói gì, ba con ở Mỹ về ba nói tiếng Tây sao con biết được ba? Tao cũng đâu có hiểu. Đúng rồi đó em. Bây giờ sẵn nhà cũ á, bây giờ mình bán nhà đi, mua nhà mới ha. Không được, cái nhà này nhà kỷ niệm của ba má. Em muốn sửa lại cho đẹp, thì đẹp cho mới thì mới, để ba má cho người ta mướn để lấy chút tiền xài má. Đúng rồi đó con. Trời ơi, ta nói cái nhà này nha, con cất lên cho má 10 tầng nha con. Dạ. Mỗi tầng một cái toilet nha. Dạ. Sân thượng là cũng phải có toilet đó nha. Dạ. Để má vừa đi toilet, má vừa ngắm sao trời nha con. Dạ, chảnh ghê vậy má. Vui quá. Bà nghe. Ba nói cái chuyện gì vậy? Hồi nãy ba muốn nói con cái chuyện gì vậy ba? Ba bàn chuyện gì vậy ba? Không, hồi nãy ba chỉ muốn hỏi là con đã lựa được ngày lành tháng tốt để làm lễ thành hôn với thằng Bi nhà của ba má đó mà. Dạ. Đó, cái đó quan trọng. Con qua má nói nghe nè. Dạ, con đây. Chắc con tụi con khắn phải không? Ủa sao má biết con tuổi con khắn hay quá vậy? Nhìn cái đầu là biết liền à. Trời ơi, khắn quá trời khắn luôn vậy đó. Má ơi, con tuổi con rắn, con bằng má đó. Dạ. Ủa vậy má với con bằng tuổi nhau hả? Nhưng mà con nhỏ hơn má, con sanh cuối năm. Trời đất ơi, hên ghê vậy đó. Dạ. Vậy là má còn hơn con tới 9 tháng. Dạ, đúng rồi. Hơn hết trời vậy đó. Dạ. Nè mình coi nè, mặt kẻ non phải không? Dễ thương quá trời à. Ba. Sao? Con còn nhỏ hơn ba tới 2 tuổi luôn đó ba. Con trẻ măng, trẻ măng vậy đó ba. Dạ, phải rồi. Ba có con dâu trẻ măng à. Nhưng măng già. Anh nói nghe nè, bây giờ ba má đồng ý cho hai đứa mình rồi đó. Bây giờ em lấy cho anh 20.000 để anh chạy đôi đám cưới đi. Ừ. Xứng quá. Thôi chết. Cái gì hả? Cái gì chết? Em bỏ quên cái mốt bên Mỹ rồi. Cái gì kỳ vậy? Tiền đâu? Ê ba má ứng cho con mượn đỡ 20.000 rồi 6 tháng sau con về Mỹ con trả lời được không ba má? Gì vậy? Tiền đâu mà có. Thôi vậy thôi. Dẹp đám cưới, dẹp con đám cưới. Má còn cái hộp. Trời ơi cũng may. Cũng may là còn dớt được cái hộp này chúng con lên lỗ á. Ủa gì cười vậy? Cười gì vậy? Cái gì vậy? Cái hộp giả. Trời ơi. Trời ơi. Má ơi. Má.
Chị Năm hả? Chính nè. À, trời ơi, cái vụ bữa nhờ chị sao rồi? Kiếm dùm cái nhà ngoại cảm gì tới coi dùm cái nhà tôi sao nó bị cái gì như là ám hay sao không có ai lui tới, bạn bè xa lánh. Tình yêu thì cô quạnh đó, nhớ không? À, sao? Trời ơi, sao hứa hoài vậy chị? Ráng giúp dùm tôi đi nha, tôi cần lắm. Có gì gọi tôi nha. À, rồi, rồi, cảm ơn. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rỗi cả nùi. Trời ơi, thằng cha Tư ra tình rồi đó, hàng xóm đó. Mà ngày nào cũng hát cái ba cái nhạc đâm ban của nhà mình, nhức đầu đang rối rồi cái hát gì hoài à. Xuân đến mang cho một niềm riêng, đất mẹ máu bình yên. Trời đất ơi, mày hát gì mà hát tầm bậy vậy ha? Hát gì mà hát hoài vậy? Im đi, không hát nữa. Hát nữa đi tớ lỡ ngày kia sống nó cạn rồi đã nó mòn từ 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 từ. Trời ơi, hát cái gì kỳ vậy? Mày coi mà bước qua đây, bước đây nói chuyện tao nè. Đồ già suy mưng. Chữ ai già suy mưng? Tao có miệng tao hát kệ người ta. Sao vô duyên vậy? Tôi hát bên nhà tôi bữa hát nhà ông hả? Trời ơi, tôi đang có chuyện tôi rối não lắm rồi, hiểu cái chưa? Chuyện ông có chuyện là chuyện của ông. Hàng xóm láng giềng có ai chơi với ông đâu, tôi cũng đâu có chơi. Ông có chuyện gì kệ ông. Nè, vô duyên. Có chuyện gì thì không cần biết. Nhưng mà mày hát từ đó, mày mua cái gàn karaoke về mày hát giọng ở đây hả? Không để ai ngủ nghe vậy trơn á. Bởi tao nói mày nhiều chuyện quá. Nếu mày không thích mày đóng cửa lại. Gì? Mày đừng nghe. Mày lấy bông gòm mày nhét lỗ tai lại, mày đừng nghe. Người ta hát đó là chuyện của người ta, sao mày lãng xẹt vậy trời. Lãng cái gì? Cái gì mà hát nhạc đàng hoàng á, không nói. Hát ba cái nhạc gì tào lao. Bây giờ nè. Nhạc đó mà tào lao. Sao nhạc tào lao? Nhạc đó bao nhiêu năm trời người ta vẫn nghe mà tào lao. Nhưng mà bây giờ xã hội tiến bộ rồi phải không? Mày phải hát cập nhật mỗi ngày. Mày hát những cái nhạc mới bây giờ, thịnh hành bây giờ, hiểu chưa? Nè, mày lớn tuổi rồi, mày phải hát những cái nhạc cho mình thấy mình trẻ trung lại, hiểu không? Cái tâm hồn mình nó trẻ lại. Hát ba cái nhạc gì buồn thảm gì cũng hát. Tôi không tân tiến như anh. Anh làm ơn cho tôi vài bài được không? Cái này tại mày thách tao nha. À, nhạc bây giờ hát một cái là hiểu liền. Hay. Thấy chưa? Nghe là thuộc liền. À, hát thử coi. Mày nghe bài này nè. À, tình mình như cái ly bể, tình mình vung vơ thế sao, đập vào tim anh thật đau, đập vào tim em thật đau, đau quá, đau ơi là đau. Áu. Hát là hiểu liền. Mày hát gì khó hiểu, suy nghĩ động não, nhức nhuỗn não, hiểu chưa? Cái hiểu hay không á thì về nhạc thì tôi chưa nói, cái động tác của anh là tôi hiểu rồi đó. Gì? Anh đang luyến tiếc lắm đúng không? Luyến tiếc cái gì? Đụng vô mà đâu còn gì. Tào lao ba cái nhạc gì, tình mình như cái ly bể. Tào lao, cái ly đó là quánh vô mặt mày cũng đau nữa chứ đừng nói. Hát vậy mà cũng hát những cái bài hát tình cảm, hát ra người ta nghe trời ơi, hình tượng nó đẹp, thật đẹp. Tình cảm cái gì? À, đây, tình cảm đây, nghe tiếp nha. Có luôn hả? Còn ngắn gọn hơn nữa. Hát đi. À, khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh. Khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh. Khi đôi ta hết yêu... Này cập nhật tin tức cũng lẹ thiệt á. Mới về đây mới thấy trên mạng đây, giờ nằm đây rồi. Khi sao? Đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh rồi. Trời ơi, nhục nhã vậy mà mày cũng làm được hả? Cái gì nhục? Mày đòi quà lại mà mày nhục nhã mày cũng làm được. Hát vậy mà hát, phải hát như đây nè. À, hát mà tâm hồn nó phải lắng động trở lại. Khi người ta nghe từng câu từng chữ người ta thấm rồi người ta mới thấy đã. Nói không à, hả? Không có thấy. Đây, nghe. Mời bạn nghe nha. Quê hương dân tộc thôi. Anh đứng bên đây sông chờ trong mù u chưa chín. Em đứng bên kia sông chờ trong mù u nó chín chưa. Mù là mù ăn mây, mày ăn chưa chứ tao ăn rồi. Mày hát tao lao. Hả? Tao mà không chận đúng lúc mày giết. Rồi giết hết trời đánh nhà. Hả? Mày ăn cái gì hả? Lộn. Tào lao. Tao lộn. Lộn con khỉ. Ăn gì kệ mẹ tao. Mày vô duyên à. Tao chỉ hát là mày ăn chưa chứ tao ăn rồi.
Nhưng mà đó vẫn là âm nhạc, thấy chưa? Thôi tao không có nói vụ âm nhạc nữa hả? Nè vậy mày nữa nha, mày nói mày là bạn tốt sáng láng giềng tốt phải không? Mày đi ra mày chợ mày ra rêu ra mày nói tao là cái gì cái đó bủng xỉn, sống ích kỷ hả? Nè tao chưa nói nha, cái ngày tất niên của bà nhà mà năm mà tổ chức á, mày lén mày bỏ thuốc sổ vô ly bia của tao làm tối 23 đưa ông táo thì tao đưa đâu có được, bắn phỏ bông cả đêm luôn. Ủa vậy hả? Chứ còn gì nữa? Ủa hèn gì tao thấy điện nhà mày sáng trưng mà không thấy mày đi qua đi lại mà nghe toàn tiếng pháo không? Mày còn nói nè, ăn Tết sớm quá vậy con. Trời ơi trời, cái đó là tại mày, mày ăn ở sao tao ghét, người ta mới bỏ thuốc sổ vô bia mày. Nè, còn nói nữa, tao mới nói hồi nãy ha. Vậy? Mày á, mày đi mày rêu rao, mày nói tao bụng xỉn lắm hả? Mày bụng xỉn cái gì nữa? Bụng xỉn gì? Con hàng xóm có ai nhờ được mày gì không? Ha, cái cây rụng cái lá qua nhà, tao biểu mày chặt cái nhánh cây đi. Mày cũng sợ, mày nói ủa cây của tôi nó xà qua thì chịu khó lụm lá đi. Mày sống vậy mày sống với dế chứ mày sống với ai? Chưa hết nữa nha. Vậy mày còn đi rêu ra mà nói tao già, mày vô duyên tới giờ này không có vợ ha, ha. Ở dơ cho nên không có gái nào theo, có không? Cái đó tao không có nói nha. Trời nói à, tao chỉ đồn thôi chứ tao không có nói. Tao đồn cho người khác nói. Ôi hàng xóm mày thôi. Không phải, tao không có đồn, tao không có đồn bằng miệng, tao viết giấy tao gửi qua nhà khác. Mày đánh quá ha. Chứ ăn ở không làm gì quở mà. Nhưng mà nói nghe nè, cái chuyện đó có chứ không phải là không. Tao hỏi mày nè, ở gần xóm là tao thấy rõ ràng, cái bộ đồ mày mặc tuần lễ mày không giặt, 7 ngày mày mặc có một màu một, mày mặc sặc sỡ quá tao để ý tao thấy liền. Thấy không? Ước mơ của mày là tao biết rồi, mày ước mơ thành con cú đúng không? Tào lao, ước mơ là mày thấy thành con công con phụng mới đẹp, tôi như ước mơ làm con cú. Thì đó, ước mơ ở giờ mới thành con cú đó. Tao không có giỡn mày, tao ở giờ nào? Giỡn gì? Hả? Đó, vậy với mày mua xà bông về làm gì? Mỗi lần giặt đồ thì mày nói là... Thao xà bông. Đó, đó thấy không? Còn bụng xỉn là không, cái chuyện này mày biết nè. Bạn gái tới nhà, đó, mày mời nước, mày sợ là hao nước. Hao nước. Ở đó đúng không? À. Thì bụng xỉn là đúng rồi. Chưa đâu, bà con còn đồn ghê lắm. Đồn gì? Bà con còn đồn mày hả? Không có vợ tại vì mày là bán xà bông. Bán xà bông là gì? Là bóng xà ban đó. Nè mày giải thích cho rõ ràng nha mày. Bóng xà ban là sao? Mày bóng xà ban là mày BD đó. Sao cái mặt mày cũng không hiểu hả? Chưa hiểu lắm. BD đó tiếng Tàu người ta kêu là nã duyền, tiếng Thái người ta gọi là cà thơi, tiếng Anh người ta kêu là gay đó, ở ngoài Bắc gọi là đồng cô đó, ngoài trong Nam gọi là bóng đó, mà tiếng Trung gọi là lẹo cái đó. Thôi đứng nói sao lẹo cái nào mày? Mày không lẹo cái sao mày không có vợ? Mày đừng có nói tao ha. Sao? Mày nhìn lại mày đi. Giờ này mày cũng đâu có ai đâu ha. Mày đặt. Xin lỗi mày, tao không có vợ là tại tao sống theo di chúc của má ta, theo lời dặn của mẹ ta. Dặn gì? Trời, mẹ ta dặn trước khi chết, mẹ ta nói rồi, con ơi, không có mẹ bên cạnh, con đang tuổi lớn, nhớ giữ trinh tiết. Thì gớm. Vậy là tao ở vậy luôn. Chưa có bà mẹ nào mà nói con mình phải ở giá cho mày, đừng có tào lao mày ơi. Nói mày nói cũng phải. Đó sao mà tự nhiên tao cảm thấy nó lạ lạ. Rồi trước khi ba tao qua đời, tao cũng hỏi ba tao, nó hồi đó lúc đó có ba ngồi bên cạnh mà sao mẹ dặn con kỳ cục tới giờ này con không dám lấy vợ. Ông nói dặn cái gì? Nói là con nhớ giữ trinh tiết. Ông nói đúng rồi, mới tới chữ giữ trinh tiết là mày chạy mất tiêu rồi, còn ba chữ sau nữa là vài năm thôi. À, thiếu có ba chữ thôi mà ở giá tới giờ. Đó cho mày ha, nhưng mà tao nói mày nghe, bây giờ cũng đâu có muộn gì đâu, hiểu chưa? Mày vẫn tiếp tục kiếm lập gia đình được mà. Ôi mày cùng tuổi với tao mà, hai đứa mình biết rồi, giờ nó quéo cò mẹ hết rồi, lấy về chi nữa. Còn lâu mày quéo tao không quéo mày. Chưa chắc hả mày. Thôi nói chuyện mày mệt, tao về tao chuẩn bị gói bánh tét mai cũng. Đồ cái thứ, nhìn là biết ế chảy nước rồi. YouTube ha, YouTube. Thu cái gì mày? Nhiều chuyện ở cạnh nhà hàng xóm nhức đầu. Alo. Hả? Chị Năm ơi, sao rồi chị Năm? Cái gì? À có rồi hả? Hay quá. Chị nào tới? Chút xíu đó hả?
Cảm ơn. Khổ lắm. Từ hồi mẹ còn á thì hàng xóm lui tới thường xuyên thăm viếng, từ hồi bà mất á tự nhiên biến hết trơn, không còn ai hết trơn. Cũng tại mình nữa, chắc là do kinh tế nó xuống, làm ăn không được, cho nên là bạn bè từ từ nó xa lánh. Mà phải chi mình đâu, có nhiều người ta làm ăn được lắm chứ. Bà Ngọc Quan bán hột xoàn nè, lần bán cái bụng vậy đó, người ta tới thấy hột chút xíu à, nó trầm trồ khen ngợi trả giá cả mấy chục ngàn, trong khi hột tôi bị lớn nha. Không, nhìn cái chê nó sượng, hột mít, khổ lắm. Bây giờ cái kiểu này chắc sang năm là phải mới là phải đổi buôn bán hột é thôi, chứ hột mít buôn bán kiểu này có ngày dân chúng là than phiền chết luôn à. Ăn mít hoài đâu có tốt, kẹt. Hello. Ủa? Chào con. Nghe đồn ở đây đang cần người phong thủy. Ta được sự giới thiệu của bà Năm Trang đây để xem đây. Wow. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ con chào thầy. Xin lỗi anh, tôi không dạy anh một ngày nào. Ông bà ta có câu một chữ cũng thầy, hai chữ cũng thầy. Tôi chưa dạy anh chữ nào thầy mẹ gì. Dạ con chào cô. Mắt mày mù à? Cô thì ít nhất nó phải có ít hoa trên người chứ. Người ta gọi là nhũ hoa, mày hiểu không? Từ trên xuống dưới như cái sân bay thế này thì cô làm sao? À, như vậy thì con xin chào ấy à. Xin lỗi anh, tôi được sinh ra từ một gia đình, từ một gia tộc, từ một ngôi nhà có cha sinh mẹ đẻ. Thế người ấy thì phải có tên có tuổi, tại sao lại gọi là ấy? Ấy là khi nào người ta đau bụng, người ta đi vào trong chỗ kín đáo, người ta gọi là đi ấy. Thế không nhé, mỗi lần người ta vào đấy, người ta lại gọi tên tôi à? Ồ vậy thưa, con phải xưng hô sao cho nó đúng đây? Cứ gọi là cậu đi. Dạ, con chào cậu. Cậu chào con. Dạ, cậu. Thế ơi, con đã chuẩn bị hết chưa và cần xem những gì? Dạ, nhà con lúc này sao ít người lui tới, tình duyên thì cô đơn hiu quạnh quá. Nhờ thầy cô giùm coi nhà con có bị ái ám không vậy? Không những nhà anh bị ám mà cả anh cũng bị ám nữa đấy. Để thầy xem hết cho. Chuẩn bị đồ lễ hết chưa? Đồ dạ. Cúng đâu? Dạ, cô chuẩn bị xong chưa rồi. Mang ra đây. Dạ vâng. Đây, lễ vật cúng đầy đủ hoành tráng. Coming up. Đầy đủ hoành tráng là tốt rồi. Dạ. Mở ra đi cho ta làm pháp sự. Thôi mày ăn mày ăn nó hết đi. Mẹ tin sư mày, mày cúng thánh thần, mày cúng một quả chuối này á. Mày bốn chín nó cũng vừa phải thôi chứ. Cậu ơi, cúng nguyên nãy nó chín cùng một lúc ăn sao hết. Cúng cái nào ăn cái đó thôi. Thế yeah. Mà người ta không đồn là lạ đấy. Thế mày còn hương đâu? Dạ đây, đầy đủ. Có mỗi một cây thế à? Dạ vâng, đốt nhiều quá khói bị dị ứng. Rồi. Này. Dạ. Thôi mày tự thắp đi, mẹ ta thắp tao nhục lắm. Từ xưa giờ thắp toàn ba cây. Hôm nay gặp thằng này thì thôi một cây. Dạ. Thế hôm nay mày khấn đi để thầy kêu người về thử xem nào. Dạ. Oh no. Cái gì đâu? Về đông lắm, mày khấn sao mà về đông lắm? Hay quá. Về chật hết cả sân mà đi hết rồi. Ủa sao vậy? Nó bảo vào đây ăn một quả chuối thì có chó gì mà ăn đi hết rồi. Bây giờ sao cậu? Thế thôi, thần thánh là không về rồi đấy. Mày kỳ khấn dòng họ mày đi. Dòng họ mày đôi khi người ta thương thương nể nể mày còn có người về, chứ thần thánh là sợ mày chạy mặt hết rồi. Dạ. Oh yeah.
Oh yeah. Ghê vậy thầy? Sao có oh yeah trong này nữa? Có một vong nữ sắp về, mà tao ép quá, tao phải ép mới chịu vào, nhất định không vào, kinh chưa? Mày ăn ở thế nào mà nữ còn phải chạy? Dạ ép được con. Oh yeah. Oh yeah. Come on baby, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Sao cậu, sao cậu? Có vào không? Vô rồi. Dạ ai, ai ai đây? Mẹ mày. Cái gì vậy? Cái gì cậu chửi con? Ồ, mẹ con đây nè con. Mẹ là mẹ của con. Phải không? Con khỏe không? Con thấy giọng lạ lạ vậy? Mẹ mày mà mày không nhận ra hả thằng mất dạy? Hả? Tao giả gãi răng với mày hả? Mày nói chuyện mẹ mày, mày hả hả mày? À, sao con hả với mẹ vậy con? Sao nhìn thấy lạ lạ? Thôi được. Mẹ, tại vì mẹ mượn xác của cậu này mẹ vô thôi nên con không nhận ra mẹ. Nhưng khi mẹ nói chắc chắn con sẽ nhận ra mẹ, bởi chuyện này chỉ có mẹ và con biết thôi. Dạ chuyện gì? Con hay cúng chuối xanh cho mẹ ăn hàng tháng đúng không? Wow, dạ đúng vậy. Ừ, bà nội cha mày tại sao chuối chín mày không cúng? Mày cúng chuối xanh, mỗi lần mày cúng chuối xanh là tao phải chạy sáng nhà sáng cửa. Ủa sao vậy mẹ? Chạy phải đi kiếm bánh tráng, thịt heo, rau sống, chấm mắm nêm. Chứ chuối xanh ăn giọng con mày á gì được mày. Tội nghiệp quá. Mà con thấy đó, người ta đốt là đốt nhà, đốt cửa, đốt vàng, đốt tiền, chứ đâu có ai đốt mắm nêm, rau sống đâu. Mùa cái đó dưới đó căng lắm con ơi. Còn thiệt. Chưa hết đâu. Khổ, thiệt là khổ. Còn cái gì nữa? Con nữa. Dạ. Yeah. Mẹ nói cho con nghe, sở dĩ nhà này không có ai lui tới là tại cái tính bụng xỉn và sống tự kỷ của con. Mày sống hàng xóm không ai ưa thì ai tới với mày? Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, con không biết người ta, người ta đâu cần biết tới con, hiểu không? Ông bà mình có câu bà con xa không bằng láng giềng gần. Tại sao có một người đẹp trai như thằng Tư bên kia tính tình hiền hậu, sao mày không chơi với nó? Thằng Tư là Tư cà chớn chứ không có đàng hoàng đâu. Cà chớn quýnh chết mẹ mày chứ cà chớn. Mẹ nghe mẹ tức quá, mẹ muốn đánh con luôn à. Mẹ nói mà con dám cãi lại mẹ, nó dễ thương lắm đó. Nó hát khùng khùng vậy chứ dễ thương lắm đó con. Dễ thương chỗ nào? Phan Phan. Alo. À, Tư Tình nè. Lấy bánh tét hả? Tối nay vớt đem qua cho. Trăm đoàn phải không? Rồi. Mới 29 mà lo gì? Ngày mới còn 30, chưa 30 cúng được rồi. Mẹ nè con. Mẹ cái đầu mày thằng Tư. Tao thấy mày gãi tao nghi rồi. Mày chuyên bơm gãi chỗ này, đúng không? Mày nghĩ sao vậy? Mày giả, mày đeo kiếm, mày đổ tóc giả, mày ăn mặc không giống ai. Mày vô, mày chửi tao, ha? Bạn bè gì kiểu kỳ cục vậy, ha? Qua tao chửi mày là đúng rồi. Chửi gì? Không thôi để mày tốn tiền, mà mày còn mang nhục nữa. Nhục gì? Tự nhiên mày kêu thầy phong thủy về chi? Hả, mày kêu thầy phong thủy về á? Mấy ông à, gặp mấy ông đàng hoàng không nói gì, gặp cái thứ lường gạt là mày tốn tiền. Thấy chưa? Còn mày qua, tại sao tao sợ mày nhục? À, sợ mày nhục là chưa có ai cúng mà gì khốn nạn như mày. Mày coi mày cúng à, nửa cây nhang, cây đàn cày. Ủa, nửa cây đàn cày, cây nhang, trái chuối. Mày cúng ai ăn? Thứ gì? Không chịu của tao mày, không cần mày xía vô. Tao qua tao mới nói với mày á. Tao giả mẹ mày để tao nói chuyện đó với mày á. Không có ai ám mày hết trơn á. Mày tự ám mày thôi. Có người mày, mày không biết giao du với mọi người thì ai dám giao du với mày. Cuộc đời mày á, sẽ chết trong cô độc. Thứ mày vậy, thiệt. Kệ tao. Ê, bạn bè, ở kế bên xóm. Mày đau bụng, mày bắn pháo bông cả đêm. À, mày cũng không dám kêu ai. Mày tiết kiệm, mày cũng đâu có mua thuốc đâu. À, tao thấy tội nghiệp, tao đem bịch thuốc. Bữa đó mày có uống bịch thuốc trên bàn không? Có. Bà nội mày của tao đưa đó. Tao nói cho mày nghe, không phải tao bỏ thuốc sổ vô bia cho mày uống đâu. Bữa đó là ăn tất niên ở nhà bà Năm. À,
Rồi bữa đó bà nấu chè làm sao á, rồi ăn cả xóm bị hết, tao cũng bị mà, nhưng tao bắn hết thân mày. Mày thì lúc nào cũng rình rạch tao hết trơn á. Rình rạch gì? Mày nói đúng mà. Mày ra chợ mày nói tao á, cái đặc điểm tao là gì mày nhớ không vậy? Ủa thì cái đó đâu cần người trong nhà mới biết. Tại mày cứ tiết kiệm, mày sợ tắm ở trong nhà mày tốn đèn, tốn điện. À, mày ra hàng rào mày tắm hoài tao thấy thôi. Tao thấy tao mới phe người ta thôi. Mày phe gì? Đâu có, phe nhẹ nhẹ thôi à. Phe gì? Cho nó từ xưa giờ một cốc nó biết nổi ghê. Nó nổi trên cái núi đằng sau khe nước của mày. Ở đâu? Ở trên cái mông mày đó. Mày im ra mày. Tao cấm mày đi nói rêu rao nữa. Thôi đơn giản này thôi nha. Mày có chơi với tao không chơi gì cũng vậy. Tao chỉ nói mày một cái điều là tao đuổi ông thầy gì của mày về rồi. Thằng cha đó lường gạt hết cả cái xóm này rồi. Tao qua tao giúp mày thôi. Còn tin hay không là chuyện của mày. Chơi với hàng xóm hay không đó là chuyện của mày. Sau này mà cô đọc kệ mẹ mày nha. Tao đi về. Đứng đây. Mày làm gì? Mày ngon quýnh đi. Ngon quýnh đi. Tết nhất chơi luôn rồi mày. Mày cho không? Tao nói mày hai câu thôi. Nói đi. Tha lỗi cho em đi anh tao. Cho ôm mấy coi. Trời ơi con bán xà bông. Mày bóng thiệt rồi đó. Giỡn chơi thôi mà. Mày đừng nói cái gu của mày là tao nha. Tao chết liền đó. Không tao nói thiệt, tao khuyên mày câu vậy thôi nha. Thôi cảm ơn bà nha. Bà con láng giềng á phải sống đàng hoàng. Rồi ta thương. Hiểu rồi, nhờ anh nói bữa nay tôi mới sáng mắt ra. Mấy gà của mày tao nhốt ở nhà tao á. Chứ còn gì nữa? Đúng rồi, mày không có đóng chuồng đóng gì hết, mày để ở ngoài. Tết nhất mấy đứa đi ăn cắp á. Hèn gì, tôi tưởng là bị ăn trộm rồi đó chứ. Tào lao. Ở bên cạnh mày, mặc dù tao không làm gì cho mày, nhưng mà tao lo mấy cái việc lặt vặt vậy được rồi. Thôi nha. Vậy là tao vui rồi đó, bữa nay tự nhiên tao vui vẻ sợ tao muốn hát. Săn săn ai săn đá về. Thôi nhanh đi. Hát hoài. Bây giờ Tết, bây giờ chúc bà con cô bác một câu đây. Chúc à? Ừ. À, bây giờ tức cảnh sinh tình, nói luôn phải không? Nói luôn. Coi như là xuất khẩu thành thơ. Chúc bà con hàng xóm đi. À, mừng xuân Giáp Ngọ, kính chúc trăm họ mọi việc an khang, sung sướng giàu sang, tiền vô chi nước, sức khỏe dồi dào, công toại thành danh. Chúc mày mừng. Đọc tào lao, mày phải theo thơ của tao mới đúng. Mày ví dụ đi. Tiền vô như nước, già thì hưởng phước, trẻ đẹp long lanh, công thoại danh thành. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Thôi vậy đây. Tầm mấy tầm ba. Thì me chua lè vậy. Hát à. Happy New Year. Happy New Year. Trời ơi chúc mừng mày. Năm nay là năm của mày đó. Làm gì vậy? Mày già mà mày ngựa quá. Thế mà đánh như là nhạc đám ma mà ngày nào cũng đánh. Chiều chiều trên bến vẫn lâu mà ai ngồi ai câu ai sầu ai thạp. Ai thương ai cả mà ai nhớ ai mong. Thuyền ai ai cái gì nhấc lên. Nhấc. Chuyện chi rồi mù. Đứng lên. Mày ngồi một chỗ thì bè ghế nó bẹp một chỗ thôi. Mày nhích qua nhích lại mòn nguyên cả cái ghế của tao. Mày nên nhớ là đây. Mày nên nhớ cái ghế này tao mua là tao tính đến đời cháu nội tao á. Ngồi nó mới mòn. Mà mày ngồi như này là giảm thọ cái ghế của tao còn gì nữa. Chú con cha này... mù ơi mù nói chí nghe buồn cười quá. Mù như rí mà còn trinh nguyên mà ló chí chậu nồi chậu ngoài. Mệt quá à, lo xa quá làm mất cái nguồn cảm hứng của em rồi. Em phải đàn tiếp đây. Mày ngồi nhích ra tí đi. Ngồi ở đây thứ bảy chủ nhật mà hai đứa nhà em đi chơi đâu ế độ hả em? Bởi em ế độ khi nào đâu. Coi như em buồn là em ra vườn nghe em ngắm trăng nha. Em làm thơ rồi em ăn hộp vịt luồng rồi chị. Con này thế mà nó tính kỹ nhá. Ngồi nhà chắc ăn đỡ tốn tiền. Nói thật thời buổi này á, bạn tí là xỉa tiền ra. Xót hết cả ruột. Mà nói thật, chả biết bọn đàn ông chết tiệt nó biến như thằng nào hết không biết.
để ba đứa chúng mình ngồi cứ mốc lên, chả có ma nào đến hỏi. Ê ê ê, giỡn hoài nghe. Hai đứa bay móc chứ tao không có móc mà nghe. Sao? Chị ơi, nói đến móc em mới buồn cho thân em đi chị. 22 mùa lạ rùng rồi mà chưa có thằng đàn ông nó rờ vào vai em hết đó. Buồn ơi, hả? Mẹ ơi, mày nói ai 22 mùa lá rụng con hoa kia? Thì em đi chứ còn ai nữa. Mày chạy ra mày soi gương cho tao đi. Ôi giời, cái mặt già khú đế, cái nhăn nhúm như thế kia mà lúc nào 10 năm nay ai hỏi cũng nói là em chỉ có 22 mùa lá rụng. Sợi, mày đi ngược thời gian à? Anh ấy hay là người hành tinh khác? Mù ơi, sao mà mù xài cái chi mà cũng tiện tính kỳ càng. Mà riêng tuổi em mù xài sáng dự rửa. Chú trai nói 22 tuổi mà còn ngồi không như trí nè, là người ta cười vào mặt em rồi. Nói là 40 tuổi mà phòng không chiếc bóng như trí là ột dột lắm. Em giảm nói đâu. Trời ơi, mà em nói tiếc cái anh ta thủ thật cáo sổ tiệc đó. Sao? Từ hồi đi học đến bây giờ đó. Sao cứng? Trời ơi, không ai đã đụng vào em, vậy là răng chì. Ôi vậy hả? Mà mày nói từ hồi bé giờ chưa ai đụng vào người mày hả? Dạ. Vậy là mày ế sưng ế xỉa, ế trỏng gọng ra rồi. Mà ế như thế là giống tao. Ờ không ạ, không mà em không có giọng chì mố nghe. Em quên kể cho mấy chị nghe nè. Sao sao sao? Năm 17 tuổi đó em có một tình yêu. Có. Chú trai anh đẹp trai vô cùng nè. Trí thức vô cùng. Chú trai, tình yêu của em là một tình yêu tha thiết, một tình yêu trống sảng, một tình yêu lãng mạn, một tình yêu vô cùng romantic. Rửa mặt coi như là chị mà có 3 tháng là chia tay rồi. Sao vậy? Chứ có mù vờ hẳn lấy giáo rồi chạy thầy mù nồi chứ chi nữa. Trời ơi, coi như là đời em gặp thuộc sinh rồi hái chi nè. Cô mày tưởng mày thiếu kiều hả mày? Dạ em kiều nhi đấy chị. Mày có môn kiều nội kiều má chứ kiều nhi kiều bà hả? Thiếu gì người không lấy tự nhiên lấy chắc có vợ chi cho khổ vậy. Sao không bắt bắt chước như chị vậy nè? Chị rắn. Sao? Trời đất ơi, tao thấy hai đứa bay vậy tao tội nghiệp, tao thương hết sức luôn vậy đó. Sao chị á hả? 13 tuổi chị có kép rồi. Chú cha mẹ ơi, 13 tuổi là biết yếu rồi. 14 tuổi có người tới cưới rồi. Ôi, xuống quá mày. Cha ơi, 14 tuổi là trong vòng tay là chị thành đàn bà rồi đó. Kể tiếp, kể tiếp, kể tiếp. Nhưng mà 15 tuổi chồng tao chết. Rồi 15 thì để chồng chết rồi. Quả phụ cô đơn. Ê, nhưng mà tôi lúc chồng tao chết tới bây giờ nha. Trời đất ơi, trai nó theo tao tấp nập, tấp nập, tấp nập. Tao phủi, phủi, phủi không hết vậy nó bay. Thôi chết rồi. Rửa là anh nhà chết vào giờ trung rồi đó. Cho nên oan hồn lên theo chị đó. Đúng rồi, nguy hiểm. Cũng kiếm cái chuyện nguy hiểm lắm. Vậy sao? Nhưng mà em nói chị nghe là dù có oan hồn hay ma gì đó, theo chị là chị cũng hên rồi. Sổ chị là đè bọc điều. Còn em đè bọc ni lông chị ơi. Bà nói là trai theo bà phủi đi không hết, phủi đi không hết. Thế tôi hỏi bà tại sao mấy năm nay rồi bà phải dọn vào ở chung với tôi con hoa là thế nào? Đúng rồi. Ha. Tại tao sợ ma chứ mà. À, sợ ma hèn chi mà chẳng có ma nào đến nhà này hết đấy nhỉ. Vui nhỉ. Giỡn hoài đó mà ma với quỷ. Xin lỗi tại mày. Tại đi chắc là phi nhiêu rồi. Mày biết không? Đúng rồi, hồi đó tao đâu có mi nhon như vậy đâu hả? Mà từ ngày tao lên cân tới giờ nghe, cha nào gặp tao cũng khen. Em sổ sữa quá. Em phúc hậu quá. Nó khen rồi bỏ trơn là mày. Bây giờ hả, cha nào mà chê tao hả, tao mới hy vọng đó. Nhưng mà tôi nói thật, tôi mới tức đây này. Sao? Cái hồi tôi còn trẻ nhá, là đi xem bói ông thầy ông nói là tướng cô cao số lắm, tối thiểu phải 5 đời chồng nhá. Trời, vậy sướng chứ sao mày. Chú cha mẹ ơi, đời gái mà chịu 5 đời chồng là ném vào lâu sánh cái con chí nữa. Ở đó mà sướng, nát một đời hoa. Thế là hồi đó khóc gần chết nhá. Rồi cứ chờ mãi, rồi 5 tháng trôi qua rồi bây giờ một chồng bói còn trả ra, huống chi là 5 chồng. Rồi. Của đâu ra mà sộp thế. Cô thành đạt tiên rồi đó. Nữa. Dạ. Tao nói thiệt nha, tụi bay mắc mới gì phải lấy chồng. Trời ơi, ở không vậy mà sướng hả mày ha? Dạ đúng rồi, không có chị lấy chồng mới sướng chứ ở không có sướng gì. Vậy tao nói tụi bay ngu lắm. Ông bà mình nói có chồng như gông đeo cổ vậy đó. Thôi em thích gông chị ơi. Tao nói thiệt nha, bây giờ hả, có cha nào theo tao hả, giàu con nhà giàu đẹp trai học giỏi cách mấy tao cũng không có thèm đâu. Tao nói thiệt á. Mụ điên à? Điên cái gì? Tao thèm gì? Thèm gì kệ tao. Tao nói mày nghe, tao biết sao mày lấy chồng rồi. Tại sao? Mày có cả $100,000 tiền mặt trong tay. Okay. Gì vậy mày? Chuyện chi rồi mù này? Gì bà dình tôi đó hả? Cần gì tao phải định, ngày nào ông đem ra đếm, cần gì tao phải định. Trời đất ơi, có 100,000 ngày nào ông đếm hết trơn, đếm một ngón tay luôn. Mày
Tao nói thiệt á, bởi vì đâu dám quỳ ấy trai đâu, sợ nó vô nó đào mỏ. Đàn bà mà có nhiều tiền khó lấy chồng lắm. Tao nói mày nghe, mày chia cho tao với qua bớt đi. Ê, chị Hằng. Gì? Chị chửi mặt tôi đi nhá. Gì? Chị xỉ vả mắng mỏ tôi như tát nước đi nhá. Chị đánh đập tôi tàn nhẫn dã man đi nhá. Nhưng mà tiền của bà đừng có đứa nào mà đụng vào nhá. Đồng tiền nó liền với khúc ruột nhá. Nói sao đâu, đau bụng lắm. Làm gì vậy? À chị xong chưa? Tao đã chơi bộ. Chơi thì giờ thử mày dám đưa, người ta dám xài cho mày coi. Đó, thấy chưa? Nhưng mà tôi chuyển đề tài khác, tôi không thích nói chuyện tiền đây. Chuyển qua mày. Chi? Ừ, mày muốn chồng thành dịch vậy đó. Bầy em muốn chí muốn à. Mà không chịu đi giao thiệp, mày phải đi đây đi đó mày có cơ hội mà quen với trai chứ. Đúng. Mày như tao nè, thấy không? Chỗ nào vui là tao tới. Rửa. Đám cưới, đám hỏi, đám gì có trai là tao tới. Rửa. Kẹt kẹt không có, đám ma tao tới luôn. Chú cha mẹ ơi, hàng chí tuần vừa rồi về em nhìn vô trong giỏ bà ủa chả nồi nhang nồi đen nồi vịt dĩ tiên vang bạc đi đám ma. Đúng về rồi, đã năm phủ không à, cà đô hả? Quà tặng. Quà tặng của trai. Mày biết không, thằng cha đó cha đi đám ma, cha mua nhang đèn rồi tiền vàng bạc quá trời luôn, cái chả cúng người chết. À, chả cúng dư cái chả cúng tao. Ê quên, chả tặng tao, chả tặng tao. Vui quá, rửa là ông nào mà yếu mạnh liệt giảm tăng chi luôn kìa hôm đó. Ừ, quan tài luôn, thẳng luôn quan tài. Bây giờ tụi bay thấy tao đẹp rồi trai theo nhiều, tụi bay ganh, tụi bay muốn tao chết sớm hay sao vậy? Không, có sao nữa vậy. Xin lỗi tụi bay thôi, bây giờ vậy nè. Tụi bay ít có ra đường quá hả? Tụi bay đang báo tìm bạn bốn phương thử coi. Ô, đương vợ em ưng làm chuyện đó đâu, em con nhà hoàng tộc mà. Ai muộn chồng mà làm điều đó em muộn đâu, đừng có nói tầm bậy nghe ụt dột lắm. Ai mà ngu gì mà làm cái chuyện tốn tiền tốn bạc ấy. Tao thấy á, có nhiều người đăng báo tìm bạn bốn phương mà nên duyên vợ chồng mình đó. Ôi mà thôi thôi, dẹp dẹp cái chuyện mà vợ chồng qua bên đi bây giờ nè, đi chơi với tao. Đi đâu? Hát karaoke à? Tầm thường. Em biết rồi, ra vườn ngậm trăng rồi ăn hột vịt lộn. Lộn lộn tôi giả cái chát vô mặt bây giờ, lộn 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 cái gì? Đi thuộc pizza. Ôi thôi em. Trời ơi, cái con gái ai mà đi thuộc pizza. Sao thì vậy? Đi à, này đúng là cái gì? Thuộc pizza vui thế mồ đồ ngu. Excuse moi, mademoiselle. Nói tiếng Việt đi cha. Mặt Việt Nam chân mày đang nói tiếng Tây nữa. Ok, d'accord. Dạ, mày chết giờ. À, xin lỗi. Cái mai vậy? Dạ, xin lỗi chị, nhà này phải nhà của cô Hoàng Hôn không chị? Hoàng Hôn? Dạ. Nhà này không ai tên Hoàng Hôn á. Ủa? Nhà này có ba cô gái đẹp tuyệt trần, đẹp thần sầu quỷ khóc. Toàn là bình minh sáng tươi, không ai là Hoàng Hôn hết trơn. Ủa? Vậy nhà này phải nhà số 15 đường số 7 không chị? Phải. Ê, sao ghi rõ ràng là... À, công tằng tôn nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn. Số nhà ghi rõ ràng như này chị. Tôi đã nói rồi à nghe. Nhà này không ai là Elizabeth hết trơn á. Dạ. Mà không ai là công tằng tôn nữ hết trơn á. Quả chăng có con công tằng tôn nữ Nguyễn Thị Hoa. Mà nó ghét đăng báo tiền bạn bốn phương nó không có đâu. Ờ à, vậy chắc tôi lộn mà xin phép chị tôi về nha. Dạ. Ê này nè. Có ai đăng báo tiền bạn bốn phương mà để địa chỉ nhà mình, cha này cho tới cho kiếm nè. Ôi. Mày. Này. Tôi không bao giờ tôi làm cái chuyện dư tiền dư bạc ấy nhá. Mà mà có phải ế ẩm gì đâu mà phải đăng báo kiếm chồng cái chứ. Chị nếu lộn thì xin phép hai chị tôi về nha. Dạ đừng anh ạ. Này này này. Dạ. Anh đọc thì xem có cái gì ở trong mới được chứ. Đọc thử coi. Dạ dạ, đọc thử chị nghe nha. Đọc đi. Dạ dạ. Thiếu nữ xinh đẹp và ngây thơ. Ơi. Sư mẫu không mà ngây thơ. Yêu màu tím hoa sim, thích nhạc Phạm Duy, mê tiếng hát Chế Linh. Đã 22 mùa lá rụng, vẫn cô đơn chiếc bóng, lê bước chân độc hành, đêm đêm về khóc lè lôi. Không, lẻ lôi, đọc lộn mà lè lôi. Dạ, lộn. Đêm đêm về khóc lè lôi một mình, lẻ lôi một mình. Dạ, lộn. Tao nghe văn chương này giống mà Dạ Lý Hương quá à. Giống tuồng cầu quận 9 quá trời mày. Văn này Nguyễn Ngọc Ngạn phải trả lại tiền nhá. À. Mà thật nhà này làm gì có ai mà 22 mùa lá rụng, toàn là 40 giờ lên à. Chỉ có mỗi mình em là mới 23 mùa rưỡi thôi anh ạ. À, vậy thôi chắc lộn nữa rồi, thôi xin phép hai chị tôi về nha. Thôi, à, dạ dạ dạ. Đọc tiếp. Dạ dạ, đọc tiếp thôi chị. Còn gì anh đọc nốt đi anh ạ. Dạ đọc nữa tiếp nha. Đi. Dạ. Ai có cam? Ai không có cam? Dù gì quá đi. Cam quyết cái gì nhà này? Dạ không phải, tại mấy cô làm con rung. À, không có, tại mấy thím làm con rung quá. À. Dạ không phải, tại hai bé làm anh rung quá. Ai có cảm thông phải cam. Dạ. Đọc tiếp.
Ai có cảm thông cho nỗi buồn gác trọ thì xin thả cánh nhạn tâm giao về người con gái bé bỏng tên Công Tằng Tôn Nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn, số nhà 15 đường số 7, hứa hồi âm dù thư tới trễ. Nếu hợp sẽ tiến xa, không hợp cũng tiến luôn. Người con gái bé bỏng chắc phải tao rồi đó. Dĩ nhiên rồi. Dạ, hai bé. Còn câu tái bút nữa. Elizabeth Hoàng Hôn cao 1 thước 65, dòng ngực 95, dòng mông 95, dòng eo 45. Dán lộn nhà thiệt rồi anh ơi, đây toàn nhắn ép không à, không có 95 gì hết trơn á. Dạ, thì chắc cũng hy vọng lộn thôi, xin phép hai bé anh về. Ấy người ơi, người ở đừng về. Đang vui dự rửa. Có ai đăng báo tìm bạn Quốc Phương mà để địa chỉ nhà mình cho này tới kiếm? Không, em không. Mày chắc không, chắn mày không. Chứ em là mày chứ mày chứ. Em không. Tao em không. Em có. Chưa, nó mê trai mà. Chú chó mè ơi, mày giấu nhằn nhùi mà ảo quân bạch báo rửa là mình gặp mạ giảm sính rồi. Chứ chơi, nhưng mà em nói anh nghe nghe, chắc có lẽ là anh không phải mạ giảm sính mố, mà chắc anh là mạ giảm lam đó. Chứ cho mà em làm cái gì em cũng thích hết á. Làm thơ em thích nè, làm việc em cũng thích nè, làm lung tung em thích hết anh ơi. À, dạ xin lỗi chị, tôi không phải là mạ giảm sinh. Dạ chắc tôi mạ giảm về. Xin phép mấy chị tôi về. Khoan anh, chờ em chút xíu. Hai chị về. Hai chị có thương em không? Không. Tầm bầy nè, hai chị thương em. Bây giờ hai chị đi chơi một mình đi nghe. Trời ơi, nhà mình âm thình dương suy nhiều quá rồi. Để cái chuyện này em giải quyết cho nghe. Nè, thôi ráng đi nghe cưng. Dạ. Tao thấy thằng này cũng được. Cái mặt nó giống tài tử Hồng Kông đóng vai vua Càn Long á. Đúng rồi. Thôi vô cho nó làm việc với trai đi. Dạ. Càn Long mới càng cua cho em nói chuyện xong hết chị ơi. Ôi trời ơi, tay anh răng rửa. Không phải chị, tôi méo mó nghề nghiệp. Dạ. Quả sĩ mà chị. Dạ. Mỗi lần ai đụng vô tay cái tự nhiên tôi nổi hứng lên nè. Dạ. Mới vậy tôi gặp chị, tôi muốn vẽ cho chị một cái chân dung tuyệt đẹp vậy đó. Cháu ơi, chân dung em anh ngoại như rí là em giống con trung rồi coi gì nữa. Đâu có. Thì ra. Dạ dạ, em là Công Tằng Tôn Nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn đi anh nè. Ôi vậy hả? Dạ. Anh không nhận ra em sao? Thì ra, nhưng mà tại sao hồi nãy bạn của chị á, dạ, gọi chị là Hoa? Ôi cháu ơi, Hoa là tên cụm cơm của em. Ôi vậy hả? Anh biết không, ngày xưa khi em còn bé xí như trí nè. Ừ. Cha mẹ ơi, em đẹp lắm anh ơi. À. Em xinh xắn lắm. Chú cha mẹ ơi, em sáng như thiên thần đó anh. Rồi coi như là ba mà em sợ ông bà bắt đó, cho nên đặt em cái tên là Hoa. À. Hoa có nghĩa là hoa 10 giờ anh nè. Hoa trinh nữ đó anh. Tôi nghĩ chị không phải là hoa trinh nữ. Chị hoa chí anh. Mà là hoa bất tử á. Ồ, hoa bất tử là hoa gì vậy anh? Là hoa ni lông á. Không bao giờ tàn thế nè. Anh vui quá đi thôi à. Nhưng mà dạ, chị nói hồi nhỏ chị đẹp như thiên thần vậy. Dạ em sáng như thiên thần rồi anh. Sao lớn lên nó... Sao anh? Lớn lên nó khác quá. Không, ý tôi nói là lớn lên cái chiều cao á, 1 thước 65 sao. Chứ trời ơi, 1m65 là em tỉnh luôn guốc đây nè anh nè. Dạ. Rồi còn cái dòng anh... Ôi, chú cha cái gò đỏ đó à. Anh ơi, cái tiểu tiệc đó mà quan trọng chí muốn á. Coi như cái đỏ coi như là ứng phong thì hạnh phong, mà ứng xẹp là hạnh xẹp liền á. Ủa, sao vậy? Thì giống như là bánh phong tôm á. Để rỉ đi nè. À. Anh bỏ với chảo dầu nóng nghe. Hạnh to đi nè. Có chí muốn. Ê, ngộ quá ha. Dạ dạ dạ. Dạ, 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 mời anh ngồi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Ủa, tôi chết rồi. Sao chị? Dạ không. Dạ, em... chưa hân hạnh được biết tên anh. Chị làm tôi hết hồn. Dạ dạ, cho mời ngồi. Tôi xin tự giới thiệu. Dạ. Tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Chú cha mẹ ơi, Dương Thường Trực. Dạ. Nghe cái tên là anh biết anh sức khỏe phí thường rồi. Chị biết hay ghê vậy đó. Dạ. Ba của tôi tên là Dương Thường Xuyên. Vì muốn nói giọng đã tôi là Dương Thường Trực. Trời ơi, coi như là cha con anh di truyền sức khỏe rồi đó. Trời ơi, em vui quá. Dạ. May mắn. Dạ. Thôi,
mày có thiệt á, đi thuộc pizza sướng hơn. Bây giờ mày không chuộc thuộc pizza, anh đằng kia có đám ma có trai nhiều lắm, tao dẫn mày đi, tao giới thiệu cho. Thôi thì đi một mình đi, em thì ở nhà em phụ với con Hoa để mà tiếp khách, chứ còn nó chưa có kinh nghiệm với đàn ông bao giờ, lỡ mà có xảy ra chuyện gì thì em lại ân hận suốt đời đấy. Tao ngờ mày thương Hoa dữ ha. Thôi giờ hai đứa ngồi nói chuyện với trai nha, tao vô tao ngủ tao lấy sức, tối tao thuộc pizza. Vâng chị cứ đi đi chị. Để em làm gì? Vô phòng lấy tiền đếm cho nó sướng đi chị. Tiền nào gì lúc này em để chị nói chuyện với khách nhá. Dạ. Anh ạ, à, thế anh tên là gì nhỉ anh nhỉ? Dạ, xin tự giới thiệu với chị. Vâng. Tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Dạ. Vâng. Tôi chuyên môn về vẽ về vẽ về hình khỏa thân. Dạ. Khỏa thân à? Dạ. Thảo nào tên là Dương Thường Trực là đúng quá đi rồi còn gì nữa nhỉ? Anh Trực này. Dạ. Anh chị? Dạ. Xin lỗi chị. Dạ vâng. Tại vì tôi là một người họa sĩ nổi tiếng á chị. Dạ. Mà một người nổi tiếng thì không thể nào gọi tên tắt được hết á. Dạ. Xin chị kêu tên đầy đủ cho. Dạ, dạ vâng. Cứ dạ. Quên xin lỗi anh. Dạ. Anh là Dương cái gì anh nhỉ? Dạ. Dương Thường Trực. À Dương Thường Trực vâng. Dạ. Anh Trực này coi như là em thích hội họa lắm nhá. Dạ. Tất cả cái gì mà cứ xanh đỏ tím vàng là em thích tuốt tuần tuột anh ạ. Em cho em hỏi câu này về nghệ thuật một tí anh nhé. Dạ. Vâng, thế em nghe nói là người họa sĩ kiếm nhiều tiền lắm phải không anh? Dạ nhiều tiền lắm chị. Vâng, vâng. Chị biết không, có nhiều khi một tấm tranh của Picasso á, vâng, lên tới là mấy chục triệu đô la đó chị. Ôi trời, thế quá. Dạ. Giàu quá nhỉ. Nhưng mà đặc biệt cái là họa sĩ nổi tiếng phải chết rồi mới có tài có giá. Ôi trời, thế thì chờ giàu thì lâu quá nhỉ. Dạ. Ôi chị chờ gì chị? Dạ tại vì anh còn trẻ khỏe nên bao giờ anh mới chết. Chị. Cái gì em? Em nói chị nghe nè, tiền ở trong phòng chị một đống có vố đệm đấy chị. Chị ngồi đây chị làm kỳ ra cả người em quá rồi. Anh cứ biết thương con nhỏ Hoa Hồng Hơn này mà nó như thế 39-40 rồi mà cứ lúc nào cũng ngây ngơ ngớ ngẩn ngẩn như con nít ấy nhá. Mà anh biết không, bây giờ nó chát nửa tả phấn vào mặt đấy chứ. Đêm đến là nó chùi hết son phấn, anh biết không, trông nhăn nhún như quả táo tàu như bà cố nội mình á. Kinh lắm. Anh biết không, còn con mùi ní này hẳn á, mùi hơn em bổn không giảm á. Mà chú trai coi kìa cái tưng như con nít á. Bà mù bây giờ hơn tôi nghe, tôi không nói chị hết. Hai chị yên tâm đi. Với trái tim của một người làm nghệ thuật á, thì tôi không bao giờ phân biệt tuổi tác, và cũng không bao giờ phân biệt xấu đẹp hết đó. Có thể đó chứ. Cũng như là thái tử sạc nước Anh mấy chị biết không? Biết chứ anh. Đó, chuyên môn đi mê đào già mà xấu không à? Có phụ đi già có thể xấu anh à? Xấu. Nhưng mà anh cho em hỏi anh một câu này nữa nhá. Dạ. Thế em hỏi anh ấy là thường là anh là họa sĩ tai tiếng nhá. Dạ. Thì là một bức tranh thì anh ký hiệu cái tranh là cái gì? Bình thường tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Vâng. Nhưng mà khi vẽ tranh thì tôi có ký hiệu là Mặc Quân Huyền. Ôi trời ơi, Mặc Quân Huyền à? Mặc Quân Huyền nghe tên thâm thúy quá, sâu sắc quá. Dạ. Tuyệt vời quá, nghe cái tên cứ như là tên vua tàu anh ạ. À. Dạ cảm ơn chị. Tuyệt vời. Dạ. Ôi chúa chí mố, Mặc Quân Huyền còn nghĩa là mặc quân gì có chứ mà vua chúa. Không phải chị, Mặc Quân Huyền chứ phải mặc quần. Dạ. Ủa chị nói lại là mặc quần. Trời đất ơi, nãy giờ nói chuyện trai lâu dữ vậy hả? Cha này nói chuyện cũng dài dữ à nghe. Nói chuyện gì vui vậy? Xin ra cho ngồi chút coi. Trời, vô duyên nữa sợ luôn. Yeah. Chuyện gì vậy? Có chuyện cái tay chị đó. Tay anh là mạ dám làm, cái tay chị đề gân quá đó. Dám làm thì tao cũng dám chịu chứ tao có sợ gì đâu. Nhưng mà chị ơi, đi chơi làm cái gì? Sao? Ở đây nói chuyện với anh Dương Thường Trực vui lắm cơ. Tên gì? Dương Thường Trực. Trời, tên gì kỳ cha. Lâu lâu Dương lần thì được, Dương Thường Trực ai chịu nổi không ngoại? Dạ không có chị. Trời đất ơi. Quen rồi chị. Dương Thường Quen. Anh Trực nè. Dạ không, tôi là họa sĩ nổi tiếng chị. Mà người nổi tiếng thì xin chị gọi tên đầy đủ Dương Thường Trực. Anh dạ. Trực. Dạ không, Dương Thường Trực. Anh Trực. Không, Dương Thường Trực. Anh Trực. Có Trực đây em. Tôi nghe nói mấy cha họa sĩ cũng có nhiều người khùng khùng điên điên lắm phải không anh? Đâu có. Đâu có điên đâu. Mà là khùng. Hả? Mà không phải khùng nữa mà là mát. Ui. Đúng. Những người thường hay cho những như họa sĩ chúng tôi là những người mát không mà. Tại vì những người chúng tôi là những người chuyên môn đi tìm những cái mới lạ, và cũng luôn luôn đi tìm những hình bóng giai nhân. Tìm hình bóng giai nhân như nhà này làm gì vậy? Đúng là giai nhân không có. Có giả nhân.
Không, tại tôi nói giỡn cho nó vui vậy thôi, không có đâu. Nhưng mà đặc biệt một điều á, cái người họa sĩ chúng tôi quan niệm về tiền thì ít, nhưng mà tình thì nhiều. Cũng giống như trái tim của những người họa sĩ chúng tôi á, nhỏ nhưng mà khát vọng rất là bao la. Sữa à, trời ơi, tuyệt vời quá. Đặc biệt nhất là cặp mắt của một người họa sĩ chúng tôi nhìn không giống những người thường đâu. Giống cái gì vậy? Đúng. Khác hả anh? Khác tương tự rắn. Như là thí dụ như ba cô. Ba cô đang mặc ba bộ đồ rất là đẹp. Dạ. Nhưng mà với cặp mắt của một người họa sĩ như tôi có thể tưởng tượng được là ba cô đang không mặc gì hết. Trời mẹ ơi. Không. Nhìn kỳ vậy? Không. Tôi tưởng tượng cặp mắt họa sĩ tôi tưởng tượng. Nguy hiểm quá, tưởng tượng nguy hiểm quá. Tưởng tượng kỳ cục vậy? Dạ. Nè thôi bây giờ vậy nè. Không đi đâu chơi ấy, hai đứa vô nấu gì ăn mời anh Trực đi. Anh chị làm gì? Tao ngồi tao chơi với anh Trực. Thôi. Vậy thì nếu mà được ba cô mời dùng cơm tôi mừng lắm. Nhưng mà trước khi chờ đợi các cô mà nấu ăn nấu nướng gì đó thì tôi sẽ chạy ra ngoài mua một chai rượu. Tại vì bữa ăn của tối bữa Pháp á có một câu là câu gì? Dîner sans vin, cơm lên sans vin, sans crème. Câu gì kỳ vậy? Dạ, có nghĩa là bữa cơm tối mà thiếu rượu vang giống như là trẻ em thiếu cà rem. Hay quá. Bây giờ mấy chị chờ tôi đi nha. Nhưng mà có một điều quan trọng nữa, tôi sẽ dành một sự bất ngờ cho ba cô. Rửa à? Anh ơi, anh đi ăn mau về nha. Em nấu cơm hẹn anh dùng nha. Hẹn em anh dùng một lần anh mê liền à. Dạ được rồi. Anh đi nhớ về mau nha anh nha. Trời em ơi, đang trời, chờ anh thấy này. Hai đứa bay tao mệt lắm rồi nghe. Mệt gì mệt? Hết chuyện rồi mấy thằng quả sĩ khùng khùng điên điên không nhớ mãi trơn à. Ủa trời ơi, khùng điên chứ em giật lãng chơi thiểu thủ quá rồi. Điên thế, đẹp danh thế, bảo điên khùng. Khùng thế chứ khùng nữa em cũng chơi luôn. Cái mùa này vô duyên chưa kìa. Hả? Của em là đòi chơi là chơi ra răng. Vô duyên cái đó này. Của mặc quần Huyền đúng. Là của em mà. Tao nói cho mày biết, mặc quần Huyền của tao. Em nói là mặc quần là của em. Mặc quần của tao. Quần của em. Quần tao. Quần em. Quần tao. Quần em. Quần của tao. Mày thì con vô duyên thôi. Tự nhiên hai đứa mày quá vô duyên dành cái quần à. Trời đất ơi, quần của tao nè. Thôi hai mẹ đi vô nấu cơm đi. Trời đây, và đây là sự bất ngờ cho ba chị. Kính thưa quý vị, tôi là họa sĩ Dương Thường Trực, biết hiểu là mặt quân Huyền. Và hôm nay tôi lột vào căn nhà có ba nàng tiên, mà ba nàng tiên lỡ thời. Ông bà ta ngày xưa có câu á, sao cô chẳng chịu lấy chồng, người ta lấy hết chổng mông mà gào. Cha mẹ ơi. Dạ, vì vậy để khỏi tình trạng này xảy ra, tôi mới hy sinh đời trai của tôi, lập ra một chuyện dự thi. Cuộc dự thi này rất đơn giản, tôi sẽ đặt ra một câu hỏi, nếu một trong ba cô này trả lời hay, mấy quý vị lựa chọn, thì mặt quân Huyền này sẽ chọn người đó. Câu hỏi rất đơn giản, các cô chuẩn bị nha. Dạ, sẵn sàng rồi anh. Quý vị đồng ý không ạ? Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Các cô chú ý nha. Câu hỏi đó là Qu'est-ce que c'est l'amour? Có nghĩa là tình yêu là gì? Em trả lời trước nhé. Thưa quý vị, em tên là Nguyễn Thị Nụ, em cũng thi hoa hậu quen rồi. Em trả lời nhé, tình yêu là hai bên nhé, cùng có lợi nhé. Là thuận mua vừa bán, là tiền cha mà cháo múc. Mà như ông gì nhà thơ nổi tiếng á, nói là yêu là mất ở trong túi tiền một tí đấy anh ạ. Em trả lời hay quá, nhỉ, vỗ tay. Cái cô này có tinh thần buôn bán. Mời cô thứ hai. Dạ tời em. Em đúng quá. Dạ em là công tăng tu nữ Nguyễn Thị Hoa. Dạ em lấy hơi lên không vậy? Ngáp. Dạ xin lỗi chị. Xin lỗi chị nha. Chị bị xuyễn hả? Dạ không có, tại vì em run quá. Dạ chị ngáp à? Từ từ thôi, ngáp quá rủi ba vô. Dạ bây giờ em bắt đầu trả lời nghe anh. Dạ tình yêu có nghĩa là hoa nở rồi hoa tàn, bèo dạt rồi bèo trôi, tình đến tình đi rồi người cũng đi. Tình là gì, tình là chi mà ngàn năm trước đến ngàn năm sau nhân loại vẫn khổ đau vì tình. Dạ
Thì nãy giờ cô nói tình gì tôi không hiểu. Dạ, cái đó là em nói tiếng Việt đó, còn tiếng Tây có nghĩa là... Là sao? Oh, chérie, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Rồi, xin mời cô thứ ba. Thôi bà lên đi, lên con mệt quá. Về. Dạ, mời bé trả lời. Em tên Trần Hằng. Tình yêu là gì hả? Tình yêu là cái con khỉ khô gì? Theo em hả, thương á thì em chụp, không thương á thì em dục, mà cà chớ như em á thì em đục vô mặt. Wow. Dạ. Thuyết giang, thuyết giang. Dạ, quý vị thấy rồi. Cô người Huế thì kiêu sa đa tình. Còn cô Bắc Kỳ nho nhỏ kia thì kiêu ngạo và khách sáo. Cuối cùng, cô Nam Kỳ chân thật và thật thà. Vậy thì quý vị đã biết tôi chọn ai rồi. Người đó không ai xa lạ, chính là Trần Hằng.